Trước đây thì mình cứ nghĩ là TCL thì họ chỉ làm màn hình thôi, nhưng thực tế là trong sự kiện ngày hôm nay thì họ giới thiệu rất là nhiều các dòng sản phẩm khác, ví dụ như là đầy đủ hệ sinh thái của họ. Với những dòng sản phẩm như là điều hòa này, TV này thì họ có cái thị phần rất là lớn, đặc biệt là trên thị trường smartphone nha. Nếu như các bạn đang sử dụng một vài dòng sản phẩm điện thoại của Xiaomi ấy, thì rất có thể đó là cái dòng sản phẩm điện thoại được TCL họ làm cái panel màn hình. Và hiện tại TCL họ đang chiếm đến 20% thị phần của những dòng sản phẩm điện thoại. Có nghĩa là cứ 5 cái điện thoại thì các bạn sẽ thấy ít nhất một cái đang sử dụng màn hình được sản xuất panel là bởi TCL. Ngoài ra với những dòng sản phẩm màn hình ấy, thì bây giờ TCL họ đang đứng thứ nhất trên thế giới. Theo như một vài ông sếp ở bên TCL có nói với mình á, thì cái số lượng màn hình mà TCL họ đang làm tấm nền ấy, nó lên đến 30%. Và không chỉ có những cái tủ lạnh nha, mà những cái dòng sản phẩm thiết bị điều hòa của họ thì các bạn biết là họ rất là mạnh rồi đúng không? Tuy nhiên là ở thời điểm bây giờ á, có một cái mà mình cảm thấy rất bất ngờ, đó là TCL đóng vai trò là rót vốn dành cho những cái dòng sản phẩm khác. Ở đây thì mình có TCL Mobile này, ở đây thì mình có TCL Cloud này, là họ sẽ rót vốn để tạo ra những cái ổ khóa thông minh như này. Còn đây là một trong thứ mà mình bất ngờ nhất, đó chính là những cái dòng sản phẩm kính TCL Rainio. Thực tế thì đây không phải là những cái kính bình thường, mà nó là những cái chiếc kính thông minh. Thực tế thì những cái dòng sản phẩm kính này nó đã có trên thị trường rồi nhá, nhưng mà với TCL thì họ làm ra những cái kính này nó phù hợp với mắt của người châu Á hơn. Có nghĩa là đa phần những cái dòng sản phẩm trước đây á, là nó sẽ được sinh ra để dành cho người châu Âu, người phương Tây thôi. Khi mà đeo lên thì người châu Á sẽ chưa chắc là cảm thấy nó phù hợp. Nó sẽ đôi lúc là bị trôi, nó bị tuột ra ngoài, bởi vì những cái phần tip này này, nó không thực sự phù hợp với sống mũi người châu Á. Bởi vậy những cái dòng sản phẩm như này này, những cái phần tip này nó có thể kéo ra kéo vào sao cho phù hợp với sống mũi của nhiều người khác nhau hơn. Và khi mà mình đeo những cái dòng sản phẩm đấy lên mắt ấy, thì mình nhận ra rằng là công nhận là bây giờ những cái kính chúng ta gọi là kính thực tại bổ sung ấy, và những cái kính thông minh này nó rất là nhẹ luôn. Đây, bây giờ mình sẽ thử đeo một vài kính cho các bạn xem nha. Đây là cái chiếc kính Rainio X2. Thì khi các bạn đeo lên á, các bạn hiểu rằng nó sẽ tương tự như những cái dòng kính như là Oppo Air Glass thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái biểu tượng ở bên trong. Những cái biểu tượng này thì cũng chính là những cái ứng dụng luôn. Ví dụ các bạn có thể nhìn đường này, các bạn có thể xem bản đồ này, các bạn có thể sử dụng âm nhạc này, các bạn có thể kết nối này, các bạn có thể nhắn tin được luôn này. Và cái hay nhất mà mình vừa thử ấy, đó chính là nó hoàn toàn có thể có khả năng dịch nha. Nghĩa là khi các bạn đeo kính này lên ấy, thì cái người đối diện các bạn nói tiếng gì thì nó sẽ dịch sang cái ngôn ngữ các bạn mong muốn. Mình thì chẳng biết tiếng Trung rồi, nhưng mà khi mà cái anh đối diện này của mình nói tiếng Trung á, các bạn xem nó như nào nha. Đó, nó hoàn toàn có thể dịch được sang tiếng Anh. Và các bạn tưởng tượng này đi, trước đây nếu như các bạn đi du lịch á, các bạn rút điện thoại ra, kể cả điện thoại Samsung nhá, chúng ta sử dụng để dịch chẳng hạn, thì bây giờ các bạn không phải rút cái gì ra nữa. Tất cả mọi thứ nó sẽ được dịch trực tiếp lên mắt các bạn. Và theo như mình có đeo khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình cảm thấy nó không quá nặng các bạn nha. Mặc dù những cái phần gọng này, cái gọng kính nó khá là dày, nó hơi dày nhá. Và tất cả những cái cảm biến này nó đều được đặt trên đây. Vuốt chạm này, chọn này, một lần vuốt, hai lần vuốt, vuốt lên vuốt xuống như kiểu là các bạn sử dụng con lăn ấy. Bấm một lần để chọn, bấm hai lần để thoát ra này. Thì dù là nó khá là dày các bạn, nhưng mà mình không cảm thấy bị quá nặng. Và khi mà mình đeo lên mắt trong một khoảng thời gian vừa đủ dài thì mình không thấy bị chịu mắt cho lắm. Đó. Và kể cả khi mà mình có di chuyển quá là nhiều á, thì nó cũng không thực sự bị rời ra, nó không bị sự bị rơi ra khỏi cái mắt của mình. Cái kính này thì sẽ có bộ nhớ là 6GB RAM và sẽ có bộ nhớ trong là 128GB. Và tất nhiên là nó có luôn cả một cái phần để cho các bạn có thể sử dụng camera để quay video luôn. Đó, giống với cả những chiếc kính Ray-Ban đúng không? Nhưng mà những cái chiếc kính Ray-Ban ấy thì thực tế là nó sẽ chỉ thu được một khoảng thời gian rất là ngắn thôi. Con này nó thu được lâu luôn các bạn nha. Mặc dù mình chưa được xem lại cái file thu, nhưng mà cái độ phân giải của nó khá là ok. Có nghĩa là các bạn có thể thu lại một vài khoảnh khắc mà các bạn muốn. Tất nhiên là để cho những ngày nào đi du lịch để quay lại cái này cái kia ấy, thì phù hợp nhất là của chúng ta vẫn dùng máy quay. Chứ còn dùng cái kính này thì hơi phí những cái khung cảnh mà các bạn có thể quay được. Chiếc kính này thì cái pin nó có thể kéo dài lên đến là 4 tiếng đồng hồ. Với những cái tác vụ nhẹ nhàng, có tất nhiên là nếu các bạn quay phim thì pin nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà mình nghĩ là với 4 tiếng mà các bạn sử dụng để các bạn dịch này, các bạn đọc thông báo này, các bạn check tin nhắn này, hoặc là các bạn xem bản đồ này thì nó là vừa đủ. Còn nếu mà các bạn quay phim thì thôi chịu. Ở thị trường Trung Quốc nha, nếu các bạn mua chiếc kính này này thì người ta sẽ cho các bạn thêm một vài lựa chọn để có thể thay thế cái tròng kính này. Nếu như các bạn bị cận nha, người ta sẽ gửi lại cho các bạn một cái phiên bản tròng để các bạn lắp vào đây, thì các bạn yên tâm là không phải lo với những người nào bị cận thị. 700 đô với chiếc kính này rõ ràng là mức giá khá là cao đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì bên TCL này họ cũng có một cái kính khác. Đây là cái chiếc kính Rainio E2. Thực tế thì cái kính này nó hoàn toàn không có pin, và nó sẽ hoạt động giống như là một cái kính râm vậy các bạn ơi.
với một cái kính râm như thế này thì chẳng lẽ chúng ta đeo ra ngoài? Chính xác, chúng ta hoàn toàn có thể đeo ra ngoài. Nhưng mà cái tính năng hay của nó đó là nó có thể kết nối được với bất cứ dòng sản phẩm nào mà có hỗ trợ DisplayPort đầu ra. Có nghĩa là các bạn có thể kết nối với một chiếc điện thoại, các bạn có thể kết nối với một chiếc Nintendo Switch, và khi mà kết nối xong ấy thì tất cả màn hình, tất cả thông tin đầu ra sẽ được hiện ở trong chiếc kính này. Đồng nghĩa với việc là nếu các bạn đeo chiếc kính này ở nhà ấy thì nó giống như việc là bạn mua một cái màn hình vậy. Nhưng mà thay vì cái việc là màn hình các bạn gắn lên tường, thay vì cái việc là màn hình các bạn để đâu đó để ngóc ngách nào đó, thì bây giờ nó hiện trực tiếp lên mắt của các bạn. Đó, cái màn hình bên trong này nó sáng là 600 nits và nó cực kỳ rõ nét luôn. Cái độ lớn của nó có thể lên đến là 201 inch, và đây là một sản phẩm cực kỳ phù hợp dành cho những ai mà thích xem phim một mình. Cái này hoàn toàn không chạy pin nha. Các bạn chỉ cần cắm trực tiếp vào cái sản phẩm các bạn yêu thích thôi thì nó sẽ đốt cái pin, đốt cái điện ở trong cái sản phẩm các bạn cắm vào. Và mức giá là khoảng 300 đô cho chiếc kính này. Thì cái điểm hay của nó như mình nói phía trên ấy, đấy là nó phù hợp cho gần như tất cả các loại mắt khác nhau. Ở đây là cái phần kính cận này. Nếu như bạn bị cận thì các bạn có thể thay kính này vào. Còn nếu như mà cái sống mũi của bạn nó nhỏ, với những người nào mũi tẹt như kiểu mình á, thì các bạn có thể ép nó vào. Đó, hoặc là ai mũi to, cánh mũi to thì có thể đẩy nó ra xa. Đó. Và đây, cái phần này thì các bạn có thể đẩy lên trên, đẩy xuống dưới để sao cho nó phù hợp với cái tai của các bạn. Có hai nấc tổng cộng các bạn nhá. Đó. Và cái khối lượng của con này theo như mà mình đeo trên mắt thì mình thấy rằng cũng khá là nhẹ, và thậm chí là nó nhẹ hơn cả cái con kính thông minh kia. Xin chào. Đó.